Kính mời bà con quý vị và các bạn theo dõi bản tin nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin hôm nay. Huyện Nông Cống quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu có thêm 120 sản phẩm OCOP trong năm 2023. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 483 hợp tác xã phi nông nghiệp với tổng nguồn vốn sản xuất kinh doanh đạt gần 7.000 tỷ đồng, chiếm 87,6% tổng nguồn vốn các hợp tác xã. Hoạt động của các hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đã góp phần quan trọng vào việc phát triển sản xuất kinh doanh của thành viên và hộ thành viên, nhất là hộ nghèo. Hầu hết các hợp tác xã đã quan tâm đến việc phát triển thêm thành viên, huy động nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, các hợp tác xã phi nông nghiệp đã giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động thường xuyên với mức thu nhập bình quân 52 triệu đồng một người một năm. Nắm bắt nhu cầu cây giống lâm nghiệp trong và ngoài tỉnh, những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển sản xuất giống cây lâm nghiệp. Đến nay, xã có hơn 50 hộ và một hợp tác xã chuyên sản xuất giống cây lâm nghiệp, mang lại doanh thu hơn 10 tỷ đồng mỗi năm. Việc sản xuất giống cây lâm nghiệp được người dân xã Thăng Long, huyện Nông Cống triển khai từ năm 2009. Đến nay, các hộ dân xã Thăng Long đã làm chủ được quy trình sản xuất cây giống lâm nghiệp với chất lượng tốt. Sản lượng cây giống hàng năm đạt hơn 4 triệu cây. Để phát triển nghề ươm giống cây lâm nghiệp bền vững, xã Thăng Long đang khuyến khích các hộ thực hiện đăng ký quy trình chất lượng giống cây trồng và liên kết sản xuất. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa thông báo về việc thực hiện quy định mới của Trung Quốc liên quan đến đăng ký xuất khẩu dược liệu. Theo đó, Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát các vùng trồng và cơ sở đóng gói dược liệu trên địa bàn để chuẩn bị tốt cho việc đăng ký xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đồng thời tuyên truyền phổ biến quy định mới của Trung Quốc, hướng dẫn các tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ về vùng trồng và cơ sở đóng gói theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ Thực vật, tiêu chuẩn cơ sở về quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng, tiêu chuẩn cơ sở về quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói. Thời điểm này, người dân các tỉnh khu vực Tây Nguyên bước vào vụ thu hoạch tiêu. Tuy nhiên năm nay hầu hết các vườn tiêu đều thất thu, năng suất thấp, trong khi giá tiêu cũng xuống thấp khiến nhiều hộ dân thua lỗ. Theo các hộ trồng tiêu, năm nay các vườn tiêu đều giảm năng suất so với năm trước, đặc biệt có vườn năng suất giảm từ 20 đến 50%. Trong khi đó, giá vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công tăng cao. Nguyên nhân tiêu vụ này cho năng suất kém là do giai đoạn ra hoa gặp mưa nhiều, tỷ lệ đậu quả thấp. Nhiều vùng có diện tích hồ tiêu lớn của tỉnh Đắk Nông năng suất chỉ đạt 50% so với năm ngoái. Mặt khác, do các vùng trồng tiêu đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ, nên giá tiêu trên thị trường giảm nhẹ. Hiện giá hồ tiêu trong mấy ngày qua đang ở mức 57.000 đồng một kg, giảm 30.000 đồng một kg so với năm ngoái. Sau Tết Nguyên đán Quý Mão, nhu cầu chế biến cá tra xuất khẩu tăng cao nên cá tra thương phẩm trong nước tăng ở mức cao. Ở thời điểm này, giá cá tra thương phẩm size 0,8 kg một con có giá gần 30.000 đồng một kg, size từ 1 đến 1,2 kg một con giá hơn 31.000 đồng một kg. Với mức giá này, người nuôi lãi khoảng 3.000 đồng một kg. Những ngày gần đây, thời tiết giảm độ lạnh, nắng ấm nên con cá tra phát triển tốt, năng suất vụ này ước đạt 60 tấn hecta. Do nguồn cầu vượt cung nên giá cá tra có chiều hướng tăng lên, nhất là đàn cá đạt kích cỡ phục vụ nhu cầu xuất khẩu của các doanh nghiệp. Thưa quý vị, thưa bà con và các bạn, duy trì công việc ổn định cho gần 30.000 người và giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.000 lao động nông thôn là mục tiêu được huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đặt ra trong năm 2023. Do vậy, ngay từ đầu năm, huyện đã quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề, phát triển ngành nghề nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Là công nhân từ miền Nam trở về quê do mất việc, ngay sau Tết Nguyên đán, chị Nguyễn Thị Anh, xã Tế Lợi được nhận vào làm tại công ty trách nhiệm hạn may xuất khẩu Fuji Việt Nhật mới thành lập trên địa bàn xã. Tìm được công việc gần nhà, mức lương 8 triệu đồng một tháng đủ để chị Anh trang trải cuộc sống. Cùng với chị Anh, gần 80 lao động trong xã và một số công nhân trở về từ miền Nam đã vào làm việc tại công ty có thu nhập ổn định. Công nhân ở đây thì rất là phấn khởi tại vì là đầu xuân năm mới đã tìm được công việc ổn định cho mình, thuận tiện về chăm sóc con cái và môi trường ở đây làm việc rất là tốt. Công ty đã xây dựng kế hoạch năm 2023 về vấn đề là xây dựng và tuyển đủ 4 thuyền
tương đương với khoảng 120 đến 125 lao động. Với lao động thì ưu tiên là những cái người trong địa phương. Hiện nay như xã Tế Thắng, Tế Lợi và thị trấn Minh Tế Nông. Để thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm và duy trì ổn định việc làm cho người lao động, ngay từ cuối năm 2022, huyện Nông Cống đã tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp đơn vị phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp để tạo thêm nhiều việc làm mới. Huyện chú trọng thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động như chế biến thức ăn gia súc, nông sản, thủy sản, dược liệu, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Huyện cũng đã khuyến khích các xã phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, nhân cấy nghề mới nhằm thu hút lao động nông nhàn tại địa phương. Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn thống kê phân loại lao động, rà soát số người có nhu cầu học nghề, tìm việc làm để xây dựng kế hoạch đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị trên địa bàn. Trước kia tôi cũng làm ở trong Sài Gòn, nhưng mà vì ở trong ấy, cái thu nhập ấy cũng không ổn định mà việc làm nó ít. Thì nay tôi về quê hương ở đây, có công ty mới ở đây thì tôi cũng vào đầu năm tôi vào đây tôi xin việc làm. Thứ nhất là nó tiện lợi cho con cái thứ hai là công việc nó cũng ổn định. Song song với việc phát triển về nông nghiệp thì chúng tôi rất động viên khuyến khích các cái doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương và mở rộng cái đầu tư về phát triển công nghiệp. Một số cái ngành nghề tiểu thủ công nghiệp thì cũng được địa phương hết sức quan tâm và chú trọng. Theo thống kê, đến hết tháng 1 năm 2023, huyện Nông Cống duy trì việc làm thường xuyên cho hơn 27.000 lao động. Trong đó, lao động trong khu vực nghề truyền thống khoảng hơn 5.000 lao động, nghề mới du nhập hơn 3.000 lao động, nghề may da giày trên 18.000 lao động, giải quyết việc làm cho khoảng hơn 400 lao động trở về từ các tỉnh ngoài. Chỉ riêng trong tháng 1 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã có thêm 37 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh 3 sao và 4 sao. Kết quả này đang tạo động lực cho các địa phương đơn vị chủ thể sản xuất phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt 120 sản phẩm OCOP trong năm 2023. Từ cuối năm 2022, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị các địa phương ra soát lựa chọn những sản phẩm lợi thế có thể xây dựng thành sản phẩm OCOP để đăng ký thực hiện. Bên cạnh đó, theo quy định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu phải có ít nhất một sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao. Vì thế, các địa phương đều quan tâm xây dựng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các chủ thể hoàn thiện sản phẩm để được công nhận đạt chuẩn OCOP. Trong cái lộ trình mà các cái tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thì địa phương cũng đã đưa vào cái diện rà soát. Và định hướng trong cái thời gian phát triển sắp tới ấy, thì ngoài cái sản phẩm trứng gà sạch ra thì địa phương đang muốn xây dựng một cái sản phẩm đó là cây thanh long ruột đỏ. Đấy, hiện tại thì cái này thì cũng đã có chứng nhận Việt Gáp rồi. Sau 4 năm triển khai chương trình OCOP, đến nay các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã vào cuộc tích cực hơn, thu hút đông đảo các thành phần kinh tế tham gia. Tỉnh cũng như các huyện, thành phố đều có cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP. Đây chính là những thuận lợi để tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2023. Tổ giúp việc chương trình OCOP cấp tỉnh cũng thường xuyên đi kiểm tra tiến độ triển khai của các địa phương để có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời. Nhận thấy ý nghĩa, lợi ích chương trình OCOP, các chủ thể sản xuất đang tích cực hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình Hội đồng cấp tỉnh chấm điểm công nhận đạt chuẩn trong năm 2023. Chúng tôi muốn tham gia sản phẩm OCOP là để có thương hiệu hơn, mở rộng ra nhiều thị trường hơn trong nước và nước ngoài hơn ạ. Để đạt được cái mục tiêu năm 2023 thì Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh chúng tôi cũng đã đề ra cái kế hoạch. Thứ nhất là tiếp tục giao cái nhiệm vụ chỉ tiêu cho các huyện. Thứ hai là tiếp tục tích cực tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các cái chủ thể phối hợp cùng các cái sở ban ngành để mà hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm, nâng cấp chất lượng, nâng cấp cái quy mô của sản xuất, quy hoạch các cái vùng nguyên liệu. Với những tiềm năng đa dạng về sản phẩm cùng kinh nghiệm và sự chủ động của các chủ thể sản xuất, theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, tỉnh Thanh Hóa có thể hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch số lượng sản phẩm OCOP năm 2023. Bà con, quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.